Sai trái pháp luật ngang nhiên xảy ra không phải là điều mong muốn của người dân Đồng Tâm, đó chỉ xuất phát từ nhóm người quá khích mang tên Đồng Thuận. Nhóm Đồng Thuận do đối tượng Lê Đình Kình cầm đầu hình thành từ khi nhóm này có ý định lấn chiếm đất đai với tư tưởng vụ lợi cá nhân, dựa vào sự buông lỏng quản lý đất đai tại khu vực sân bay Miếu Môn của cơ quan quản lý. Nhóm Đồng Thuận đã hô hào, dụ dỗ được nhiều người dân tham gia vào việc phá hủy hàng rào, nhổ biển báo của Bộ Quốc phòng và cho máy xúc xới san lấp mặt bằng và chiếm một diện tích đất không nhỏ thuộc sân bay Miếu Môn. Sau khi lấn chiếm thành công, nhóm Đồng Thuận này đã chia chác nhau khu đất đó và cho gieo trồng rau màu nhằm đánh dấu lãnh thổ. Những người dân khác muốn sử dụng khu đất phải nộp tiền cho Lê Đình Kình. Khi chính quyền vào cuộc xử lý, Lê Đình Kình đã hô hào thành viên nhóm Đồng Thuận và người dân cản trở lực lượng chức năng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra là việc bắt giữ người trái pháp luật, với 38 cán bộ bị bắt giữ và bị nhốt tại nhà văn hóa thôn. Tất cả việc làm này do Lê Đình Kình cầm đầu và đứa con trai Lê Đình Công trưởng thôn hành, chính là công cụ đắc lực cho việc thực hiện hành vi vi phạm trái pháp luật đó. Tại thời điểm bắt giữ, nhiều người dân do bị kích động với tư tưởng quá khích đã nên đã hùa theo, nhưng sau đó đã hối hận và mong mỏi chính quyền vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ việc. Số cán bộ bị bắt giữ được người dân canh gác, tránh không cho thành viên của nhóm Đồng Thuận giở trò làm hại. Sự việc chỉ thực sự lắng xuống khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trực tiếp xuống địa bàn giải quyết. Sự bình yên của làng đã trở lại, người dân Đồng Tâm vẫn tuyệt đối tin tưởng theo sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Tuy nhiên, nhóm Đồng Thuận vẫn là mầm mống đe dọa đến sự ổn định này khi lần lượt tiến hành các hoạt động xuyên tạc, kích động tư tưởng. Cách đây không lâu, nhóm Đồng Thuận đã tự tổ chức buổi gặp mặt với tên gọi là Hội nghị Công dân nhằm kêu gọi các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và Liên Hiệp Quốc can thiệp vào vụ việc tại Đồng Tâm và thề quyết tự bám trụ giữ đất Đồng Tâm khỏi chính quyền. Cái nguyện vọng này chỉ là từ đối tượng Lê Đình Kình và thành viên của nhóm Đồng Thuận khi nhóm hợp với nhau, chứ không hề dựa theo nguyện vọng của đại đa số người dân Đồng Tâm. Người dân Đồng Tâm không hề thực hiện hành vi sai trái, cũng không ngoan cố chống đối lại. Đó là sự thật, phủ nhận lại kết luận điều tra. Họ cũng vậy, họ không hề phủ nhận lại kết luận điều tra. Tất cả đều đồng tình theo nội dung đã được khẳng định tại biên bản kết luận thanh tra đất đai sân bay Miếu Môn và mong muốn sự ổn định để sản xuất làm ăn. Những hành động gây rối chống đối lại chính quyền chỉ xuất hiện từ một nhóm người nhỏ ở Đồng Tâm. Người dân chân chính rất mong muốn chính quyền ra tay xử lý đám người này. Mọi hành vi sai trái cũng như những tuyên bố dọn đường cho tổ chức phản động đến Đồng Tâm đều xuất phát từ nhóm Đồng Thuận. Người dân Đồng Tâm không mong muốn điều này xảy ra và chính quyền mạnh tay xử lý ngay nhóm Đồng Thuận, đập tan mọi âm mưu phá hoại từ nhóm người này gây ra, chính là mong muốn của nhân dân xã Đồng Tâm.